Mến chào nha, mình tiếp tục đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 9 tháng 1 thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được vài sản phẩm quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì xem được đừng quên cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn lên những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp đây để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Hôm nay là có một cặp gồng cực kỳ đẹp nha, một cặp gồng chất liệu bằng đồng xưa ha. Và bên cạnh đó là hôm nay cuối ngày hôm nay thì còn được một tượng bát mã đáo thành công. Rồi có một con gà rất là đẹp, tượng đồng công giáo nha, tượng mẹ bế chúa nữa nè. Và bên cạnh đó là cũng có một số tượng Phật, rồi có vài linh vật nha, vài con giáp chất liệu bằng đồng sẽ có trong video ngày hôm nay. Thì cả nhà mình xem được đừng quên cho em xin một like ha. Cũng cảm ơn cả nhà mình luôn đồng hành và ủng hộ Đồ Cổ Cần Thơ với em trong thời gian qua. Thì sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Và đi vào mã số 1 đầu tiên là bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình một cặp gồng nha. Đó, một cặp gồng cực kỳ đẹp. Năm 2024 của mình sắp tới cũng là năm con gồng ha. Thì hôm nay bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một cặp gồng chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Cặp này về trọng lượng là khoảng trọng lượng của cặp gồng như thế này là khoảng 44 kg. Đó, khoảng là 22 kg một con nha cả nhà mình ha. Chất liệu bằng đồng nha, lên tan xanh màu thời gian đây. Rồi sau đây em đo chiều cao cho mình xem ha. Chiều cao cũng như là kích thước tổng thể của nó ha. Rồi chiều cao của con này đo thử cho cả nhà mình xem đây. 1 mét nha cả nhà mình nha. Bề ngang là 1 mét. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng 60 cm. Đó, một cặp gồng này cao 1 mét và bề ngang là 60 cm. Rồi sau đây sẽ là chi tiết đây. Đế ở dưới là đế hình ảnh quả tiết là mây nha. Hai con gồng đó, đối xứng với nhau cầm một quả trâu cực kỳ đẹp. Đó, cái này về để nhà thôi khỏi chê. 5 con gồng rước gồng về ha. Gồng nhã trâu cực kỳ đẹp. Đó, một cặp. Em quay lại cho cả nhà mình cùng xem ha. Cặp rất là hay của ngày hôm nay nha. Đó, mình quay đối xứng lại, quay ra nó như vậy. Và cặp này mã số 1 trong video ngày hôm nay là bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này. Có chỉ có giá giao lưu với cả nhà mình là 25 triệu đồng ha. 25 triệu đồng nha cho một cặp gồng cực kỳ đẹp nha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số 1 trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Ở đây là mã số 1. Tiếp theo mã số 2 trong video ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình một bộ tượng bát mã nha, 8 con ngựa ha. Hôm nay thì còn được một tượng này để giới thiệu cùng cả nhà mình. Mã đáo thành công, 8 con ngựa đang phi nước đại về trước nha cả nhà mình ha. Đây là một tác phẩm rất là hay nha. Với một cái ý nghĩa là mã đáo thành công nha, mọi việc đều mang lại may mắn thành công ha. Đang xảy trên hình ảnh ở dưới là hình ảnh giống như là ảnh gốc tùng nha. Mã đáo thành công. Đây là một bộ tượng cực kỳ đẹp, tượng đồng nha. Đó, 8 con ngựa đang phi nước đại về trước ha, chất liệu bằng đồng. Và tượng này tổng trọng lượng khoảng 12 kg rưỡi. Và chiều dài tổng thể của tượng bát mã này thì khoảng 50 cm. Rồi chiều cao của bộ tượng bát mã này rơi vào khoảng là 27. Thì hôm nay em còn tượng này để giới thiệu cùng cả nhà mình luôn ha. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi cho bộ tượng bát mã của ngày hôm nay. Mã đáo thành công nha, mọi việc mang lại may mắn thành công ha. Đây là mã số 2 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì còn một con gà. Gà rất là đẹp. Một con gà hoa hồng nha. Đó, một con gà cực kỳ đẹp nha. Rất là nét. Nét lắm luôn ha. Mã số 3 thì tổng trọng lượng là khoảng 10 kg cho con gà như thế này. Và con gà này thì cho mã số 3 của ngày hôm nay. Chiều cao tổng thể là 39 cm. Rồi chiều dài là 32. Chất liệu bằng đồng. Ở đây cái nè em xem đây. Một con gà rất là đẹp. Ở dưới hình ảnh là gốc cây nha. Hình ảnh mặt trước là hoa hồng. Thì con gà hoa hồng như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình. Một con như thế này là 4 triệu rưỡi ha. Cực kỳ nét, cực kỳ đẹp. Một trong những tác phẩm rất là hay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em vừa sưu tầm được để gửi đến cả nhà mình nha. Ở dưới này có hoa hồng nè, có tiền nữa nè. Rất là đẹp, đặc biệt là rất là nét. Con gà này, mã số 3.
Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì bên em còn được một tác phẩm bên Công giáo. Đó là một tượng mẹ bế Chúa chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng đồng bên Công giáo nha. Thì hình ảnh là tượng mẹ bế Chúa, mẹ đang bế Chúa chất liệu bằng đồng. Thì tổng trọng lượng 3 kg cho tác phẩm này. Tác phẩm này chiều cao tổng thể là 40 cm, bề ngang là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình mẹ bế Chúa của ngày hôm nay là 2.200.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm đặt hàng cứ liên hệ giúp em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Và tham khảo luôn nha. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là cũng một tượng mẹ luôn nha. Đó, mẹ chắp tay ha. Hình ảnh tượng mẹ chất liệu bằng đồng. Rất là nét, mẹ đang chắp tay nha. Thì tổng trọng lượng của tượng là rơi vào khoảng là 2.8 kg. Chiều cao của tượng là rơi vào khoảng là 39 gần 40. Tượng rất là cao. Bề ngang là khoảng là 12, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng ha. 2 triệu đồng cho tượng mã số 5 có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đây là mã số 5 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 5 ha. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là cũng là một tượng bên Công giáo. Đây là một tượng thiên thần hộ mệnh chất liệu bằng đồng. Đây là mẫu số 6 có trong video ngày hôm nay. Và chiều cao của mẫu mã số 6 ngày hôm nay là bên em giới thiệu chiều cao là 30 cm, bề ngang là có khoảng là 10-17, chất liệu bằng đồng. Đó, thiên thần hộ mệnh ha, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho tác phẩm thiên thần hộ mệnh của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem, đây rất là nét, rất là đẹp, đẹp lắm luôn ha. Đây là mẫu số 6. Mã số 6 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì hôm nay bên em còn được một tượng Phật chuẩn đề. Tượng Phật chuẩn đề chất liệu bằng đồng. Là mã số 7. Mã số 7 tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 30. Bề ngang là 22, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình, đó, tượng Phật chuẩn đề của ngày hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc nha. Chất liệu bằng đồng, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay còn được một con rồng. Một con rồng chất liệu bằng đồng. Ở đây là một con rồng ha. Con rồng chất liệu bằng đồng cho mã số 8. Tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg, gần 5 kg. Chiều cao tổng thể là 27. Bề ngang là có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem đây. Và con rồng như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.4 triệu cho một con rồng chất liệu bằng đồng. Con rồng đang đứng trên một cái đế nha cả nhà mình ha. Đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là hôm nay bọn em còn được một con rắn ha. Một con rắn chất liệu bằng đồng. Đây con rắn ha, cũng đứng trên một cái đế vuông luôn nha. Là mã số 9. Chiều cao tổng thể là 30. Bề ngang là có khoảng là 23. Đây là một con rắn chất liệu bằng đồng. Và con rắn này có giá giao luôn với cả nhà mình cũng là 2.4 triệu luôn. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là một con rắn chất liệu bằng đồng nha. Đây là cho mã số 9 có trong video hôm nay. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì bên em còn được một cái bát ngang 3 chân bằng đồng. Thì đây cái bát ngang này có đế luôn ha. 3 chân nha. Bằng đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi, mã số 10. Và bề ngang lọt lòng là khoảng là 16. Phủ bì là 22. Chiều cao là 16, chất liệu bằng đồng. Và một cái bát ngang 3 chân như thế này. Đó, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái bát ngang 3 chân như thế này 1.200.000 nha. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 10 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cái ấm con vịt. Rất là to, to khủng ha. Đây một cái ấm con vịt rất là to. Đặc biệt cái ấm này rất là độc lạ luôn. Ấm con vịt. Thì tổng trọng lượng của cái ấm con vịt này khoảng 1.8 kg thôi nghe cả nhà mình nha. Và chiều dài lên tới ấm là khoảng 29 cm.
Rồi bề ngang, bề ngang là có khoảng là 30-36. Còn nếu mà đo lên tới chiều cao trên luôn là khoảng là 32. Chất liệu bằng đồng và một cái ống nguyên dịch rất là to như thế này, rất là độc lạ nha. Giá giao lưu của mình là 2.200.000 cho mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 thì hôm nay bên em còn được một cặp bình. Đây mã số 12 là cặp bình, một cặp bình, cặp bình đồng xưa ha, hoa mai. Đó, cặp bình đồng xưa hoa mai. Mã số 12. Một cặp bình xưa hoa mai đây. Có tổng trọng lượng là khoảng 7 kg. Mã số 12. Chiều cao tổng thể là 36. Bề ngang là 19x20 cm. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Ở có giá giao lưu cả nhà mình là 3.600.000 ha. 3.600.000 cho mã số 12 có trong video ngày hôm nay. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình, mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em ha. Đây là mã số 12. Rồi, tiếp theo mã số 13. 13 trong video buổi chiều tối ngày hôm nay, mã số 13 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được. Mã số 13 thì còn được một con hổ. Đó, một con hổ ha. Một con hổ chất liệu bằng đồng cho mã số 13. Con hổ, hổ này tổng trọng lượng là khoảng 6 kg, chất liệu bằng đồng. Hổ đứng trên tảng đá ha. Chiều cao tổng thể là 27. Bề ngang là 23. Chiều dài tổng thể là có khoảng 23, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Một con hổ như thế này. Đó. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.400.000 nha. Bao luôn phí ship toàn quốc ha. Mã số 13. Rồi mã số 14. 14 là quan công hàng long. Đó, quan công nha. Hình ảnh là quan công hàng long, mã số 14 thì tổng trọng lượng là khoảng gần 6 kg chất liệu bằng đồng. Quan công phía sau là một con rồng ha, quan công hàng long. Đây là mặt sau của tượng đây. Và mã số 14 này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 2.600.000 cho tác phẩm quan công hàng long. Chiều cao tổng thể của tác phẩm này là có khoảng là 29. Bề ngang là khoảng 20, đế là tầm khoảng là 21 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 14 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đây là mã số 14 ha. Rồi 15. 15 là một con gà như ý. Chất liệu bằng đồng. Con gà này đặc biệt, con gà như ý này mã số 15 rất là nét. Đây cả nhà mình xem ha, mã số 15. Gà như ý nhà rất là nét ha. Tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg, chiều cao tổng thể là 29. Bề ngang là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, một con gà như ý như thế này là 2.400.000 nha cho mã số 15. Rồi, mã số 16. 16 là còn được một cặp trâu. Mã số 16 là một cặp trâu đồng. Mã số 16 là một cặp trâu ha. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 3 kg. Và chiều dài của cặp trâu như thế này là khoảng là 25. Chiều cao là 12, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp trâu như thế này là 1.800.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc nha. 1.800.000 ha. Đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17. Đó, 17 của ngày hôm nay là bên em còn được một cái, đây một cái đỉnh ha, một cái đỉnh thần voi nha, rất là độc lạ ha. Ở dưới là có ba cái đầu voi nè, em xem đây, trên nắp là hai cái tay là hai cái đầu con voi nữa, rất là độc lạ nha. Một cái đỉnh thần voi, cái nắp phía trên là con rồng. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Và chiều cao của cái đỉnh này rơi vào khoảng là 26, bề ngang là có khoảng là 15. Và một cái đỉnh thần voi như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha. Cho mã số, đây là mã số 17. 17 trong video hôm nay. Đây là mã số 17 ha. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 thì bên em giới thiệu cả nhà mình một cái phù điêu. Một cái phù điêu bằng đồng nha. Đây là treo, mình treo trên tường ha. Đây là mặt sau đây. Đây là một cái phù điêu hình ảnh tượng mẹ ha, chất liệu bằng đồng nha. Phù điêu rất là đẹp.
tổng trọng lượng của các phù điêu này thì rơi vào khoảng là 1,8 kg. Đây là mã số 18, chiều dài là có khoảng là 26, bề ngang là khoảng 17, và một cái phù điêu như thế này. Và đang có giá giao luôn cả nhà 1,5 triệu nha cho mã số 18 trong video ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 19 là một cái hồ lô trường thọ rất là to. Hồ lô tổng trọng lượng là 4 kg, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 19 và chiều cao tổng thể là 24, bề ngang tổng thể là 17, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 19 ha, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,900,000. Đây là có một cái chữ ha, đây là mã số 19 nha. Rồi tiếp theo mã số 20 là bên em còn được một cặp hạt. Đây là một cặp hạt ha, cặp hạt này rất là đẹp nha, một cặp hạt chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, hạt đạp rùa, đây chất liệu bằng đồng. Và một cặp như thế này tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Và chiều cao tổng thể của mã số 20 ngày hôm nay là khoảng là 51, bề ngang tổng thể là 13. Có giá giao luôn cả nhà 1,800,000 cho một cặp hạt như thế này. Đây là mã số 20 có trong video ngày hôm nay. Ở đây cả nhà xem ha, đây là mã số 20. Và tiếp theo mã số 21 là còn được một cặp cốc, bao gồm hai con. Đây cả nhà xem, đây một cặp cốc ha, chất liệu bằng đồng. Cặp cốc mã số 21 có tổng trọng lượng là khoảng 3 kg, hai con cốc cổng vàng như thế này. Rất là đẹp nha, mặt đế đây. Và cặp cốc này thì chiều cao tổng thể là có khoảng 11, rồi bề ngang là có khoảng là 11, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp này 1,5 triệu thôi. Đây là mã số 21. Và mã số 22 là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 22. Bên em còn được một thưởng vật rất là đẹp. Đây, cả nhà mình xem ha. Đây là một tượng Phật chất liệu bằng đồng. Người đang ngồi trên đài sen ha. Đó, đây một tượng rất là đẹp nha. Tượng này thì tổng trọng lượng là khoảng 16 kg. Chất liệu bằng đồng. Để quay một vòng cho mình xem ha. Đó, Phật đang ngồi trên đài sen, chất liệu bằng đồng. Tới là 16 kg và chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng là 45 cm. Rồi bề ngang là tầm khoảng là 26, chất lượng đồng rất là nét. Và đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình. Và mã số này có giá giao luôn cả nhà mình 5,5 triệu. Đây là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc lạ bên đồ cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.